Tất cả các anh chị và các bạn, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Dược Tâm An. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cái dòng sản phẩm bảo vệ dạ dày của chúng ta, đó chính là dạ dày Bình Vị Thanh. Đấy, thì đây là một cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng trên thị trường. Nó sẽ hỗ trợ giảm axit dịch vị, giúp giảm cái tình trạng ở chua, đau tức thượng vị, trào ngược dạ dày, thực quản do viêm dạ dày rất là tốt. Đấy, nó hỗ trợ giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng cho chúng ta. Đấy, một cái hộp như thế này nó có 3 vỉ, mỗi vỉ là 10 viên. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ review chi tiết về cái công dụng cũng như là cái nguồn gốc của cái sản phẩm này, cách dùng sản phẩm này để chúng ta nắm rõ. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0868383835, để khi mà mọi người cần tư vấn kỹ hơn hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin thì mọi người có thể gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với mình nhé. Thì đây chính là cái hộp Bình Vị Thanh, hỗ trợ giảm axit dịch vị, giúp giảm cái tình trạng ở chua, đau tức thượng vị này. Đó, và ở ngoài hộp ấy thì nó sẽ có một cái lớp màng co để bảo vệ sản phẩm và hai cái tem của Bích Pha. Đấy, tem chống giả thì lát mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phân biệt thật giả cái sản phẩm này nhá. Ở trên hộp thì nó ghi rất là rõ cái thành phần này. Một cái hộp như thế này là nó có 30 viên nhá. 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên thì chúng ta cho một viên nang cứng 650 mg thì nó chứa này. Cao dạ cẩm 100 mg, cao chè dây 80 mg, bột mai mực, cao bạch thược, cao hậu phát, cao chỉ thực, cao bạch linh. Đấy, một số những thành phần như là nano curcumin, bột cam thảo bắc, một số những phụ liệu. Đấy, thì mọi người thấy là nó là hầu hết là 100% từ thiên nhiên đấy. Công dụng là nó sẽ hỗ trợ giảm axit dịch vị, giảm cái tình trạng ở chua, đau tức thượng vị, trào ngược dạ dày, thực quản do viêm dạ dày, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng nhé. Và đối tượng sử dụng là những cái người có các cái biểu hiện như khó tiêu, đầy bụng, ở hơi, ở chua, trào ngược do dạ dày, thực quản, đau tức thượng vị do viêm loét dạ dày, tá tràng, người uống rượu bia có hại cho dạ dày, người có nguy cơ viêm loét dạ dày, tá tràng thì chúng ta cũng dùng rất tốt nhé. Và cách dùng ấy thì rất là đơn giản thôi, ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 1 đến 2 viên, trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Chúng ta không sử dụng cho những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, và sản phẩm này nó không phải là thuốc và nó không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh mọi người nhé. Đấy, còn ở đây á là mặt còn lại thì nó sẽ có mã vạch để chúng ta quét và in rõ số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng của sản phẩm. Về cái thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đó chính là công ty Max Beauty Việt Nam và sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của công ty cổ phần Big Pha. Đó, đó chính là toàn bộ những cái thông tin cơ bản về cái dạ dày Bình Vị Thanh này để chúng ta nắm rõ. Và cái sản phẩm này á, thì nó là 100% từ thiên nhiên mọi người nhé. Đấy, và nó không hoàn toàn không có tác dụng phụ, thì nó sẽ hỗ trợ ức chế vi khuẩn HP, làm dịu lớp niêm mạc trong dạ dày, giảm kích ứng vùng trao đổi và nghiền nát thức ăn. Nhờ đó hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ duy trì ổn định, giúp cơ thể khỏe khoắn hơn. Nó sẽ hỗ trợ cân bằng axit dịch vị, đấy, làm giảm cái áp lực lên vùng thực quản. Từ đó thì những cái dưỡng chất giúp đẩy lùi các cái cơn đau tức hoặc ê bụng âm ỉ, cải thiện cái tình trạng đầy hơi, buồn nôn, ở hơi do trào ngược. Đấy, và ngoài ra thì nó sẽ hỗ trợ đào thải cái độc tố do thực phẩm kém vệ sinh, tăng sức đề kháng, giúp cơ thể ngừa được cái nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Đấy, và đồng thời các cái hoạt chất nó sẽ xoa dịu cái nhu động ruột của chúng ta, và nó sẽ giúp quá trình co bóp và chuyển hóa chất dinh dưỡng diễn ra bình thường, từ đó giúp cơ thể hấp thụ tốt và phục hồi nhanh hơn. Và nó sẽ hỗ trợ ngăn ngừa cái ổ viêm nó bị loang ra, thu nhỏ kích thước vùng loét và hỗ trợ đẩy tế bào niêm mạc làm tự làm lành ấy, và nó sẽ giúp được cái tình trạng là giảm đau quặn do co thắt hoặc là mệt mỏi. Thì cái vấn đề về dạ dày thì rất là nhiều người gặp phải, nhưng mà quan trọng ấy là chúng ta phải tìm đúng những cái sản phẩm mà nó phù hợp với cơ thể của chúng ta để chúng ta sử dụng. Thì cái Bình Vị Thanh này thì nó đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, nên là các anh chị nào mà đang gặp vấn đề về dạ dày thì mình có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này nhá. Để mà mua được hàng chính hãng thì như thế nào? Thì khi mà lấy hàng về thì mọi người hãy kiểm tra cho mình ấy cái tem của Big Pha này, nó dán đầu và dán đuôi của cái hộp này. Và cái tem Big Pha này nó hàng tem chính hãng ấy thì nó rất là sắc nét, nó bóng bẩy, và cái màu sắc của nó thì nó rất là phân bố rất là rõ ràng. Còn cái tem Big Pha này rất nhiều tem giả mọi người nhé, để lúc nào mình lấy cho mọi người cái mẫu tem giả mình so sánh cho mọi người xem. Đấy, thì nó rất là mờ lợt và nhìn nó rất là dại, bởi vì cái tem giả là nó sản xuất nó tự in mà, nên nó không thể nào bằng nhà máy đạt tiêu chuẩn được. Và người ta đã nói là hàng giả, hàng nhái thì làm sao mà giống 100% hàng thật được. Chỉ cần chúng ta tỉnh táo một chút, chúng ta kiểm tra kỹ là sẽ được các anh chị nhé. Đấy, và ngoài ra thì ở đây nó có mã vạch. Đấy, thì chúng ta hãy đao phần mềm iCheck để nó quét. iCheck đây. Chúng ta nhấp vào nhé. Sau đây chúng ta đưa vào chúng ta quét. Đấy, thì nó sẽ hiện ra đây này.
mọi người đợi mình một lát, mạng nó hơi yếu đấy. Nó sẽ hiện ra là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là đảm bảo cho chúng ta là hàng chính hãng nhá. Chúng ta kiểm tra chính hãng thì chúng ta nên kiểm tra đầy đủ cả hai yếu tố. Thì cái thành phần này ấy, thì nó là kết hợp giữa những cái dược liệu thiên nhiên và những cái công nghệ hiện đại, thì nó sẽ giúp chúng ta hấp thu rất là nhanh của cái sản phẩm vào cơ thể, và chúng và nó sẽ hỗ trợ các vấn đề về dạ dày cực kỳ hiệu quả, và đặc biệt phù hợp cho những người nào mà bị trào ngược, viêm loét dạ dày, bị khuẩn HP, những cái người có dấu hiệu ợ nóng, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, đau tức thượng vị, những cái người mà có biểu hiện như là ăn không ngon, khó hấp thu chất dưỡng chất ấy, cơ thể suy nhược, thì chúng ta nên tìm hiểu về kỹ về sản phẩm này để sử dụng, nó rất là hiệu quả đấy. Và cái điểm đặc biệt của cái sản phẩm này á, thì thành phần của nó là 100% từ thiên nhiên này, rồi nó chứa những cái thành phần mà hỗ trợ các cái vấn đề về dạ dày rất là hiệu quả đấy, giúp chúng ta mà cải thiện được cái chứng dạ dày của chúng ta rất là tốt. Chỉ cần chúng ta mua đúng hàng chính hãng, và lưu ý là dùng đúng đủ liệu trình nhá. Một cái hộp như thế này ý, 30 viên mà mỗi ngày chúng ta uống 2 lần đúng không? Đây đây, hướng dẫn sử dụng đâu rồi, nhắc lại cho mọi người xem này. Đây, cách dùng uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 1 đến 2 viên. Nếu mà trung bình một ngày chúng ta uống 2 viên thì một ngày là hết 4 viên. Đấy, thì một cái hộp này là được 30 viên thì được khoảng 7 ngày đúng không? Đấy, thì thông thường thì người ta sẽ uống khoảng 5 ngày là hết rồi, 1 tháng là 4 hộp này. Đấy, thì chúng ta nó sẽ dao động khoảng từ 1 đến 3 tháng tùy vào cái mức độ của chúng ta đang gặp phải là nặng hay nhẹ, và tùy vào cái khả năng hấp thu của chúng ta nữa. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hiệu quả nên chúng ta yên tâm nhé. Thì nếu mà các anh chị và các bạn nào còn bất kỳ thắc mắc nào về cái sản phẩm này, hoặc là cần hỗ trợ, cần mua chính hãng, thì mọi người hãy gọi trực tiếp đến số 0868 38 38 35 để được mình hỗ trợ trực tiếp nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại những các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của Tâm An Group nhé. Xin chào mọi người.